Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì chị đã có mặt cùng với các em trong buổi học ngày hôm nay rồi. Và chị là Thùy Dương. Bạn nào đã cùng đồng hành với chị trong năm ngoái thì có lẽ đến năm nay chúng ta không cần phải giới thiệu lại nữa. Tuy nhiên, với những bạn mới đồng hành thì năm nay chúng ta sẽ cùng với chị Dương và cùng với chị đây, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục kiến thức ngữ văn lớp 11 bộ kết nối tri thức các em nhé. Và đặc biệt đối với 2K7 thì các em là lứa đầu tiên đổi sách chương trình mới, đúng không ạ? Đổi sách, đổi chương trình mới thì các bạn cũng đã học, đã thực hành, đã áp dụng 1 năm rồi. Các bạn không có gì xa lạ với chương trình mới nữa. Tuy nhiên, chị vẫn muốn nhắc lại một chút xíu để như khái quát lại với các em về những gì mà chúng mình sẽ học, những gì mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và chia sẻ trong suốt quá trình mà chúng ta đồng hành với nhau nhé. Trước tiên, các bạn lưu ý lại giúp cho chị. Đối với chương trình ngữ văn nói chung và chương trình ngữ văn lớp 11 bộ kết nối tri thức nói riêng thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 kiểu văn bản, và 3 kiểu này sẽ được phân bổ phù hợp vào trong hệ thống bài học của các em. Chúng ta sẽ có 3 kiểu văn bản mà chúng ta sẽ cần học, đó là văn bản văn học này, được không ạ? Rồi chúng ta học văn bản nghị luận này, rồi chúng ta học văn bản thông tin. Và chúng ta có thể thấy với văn bản văn học thì chúng ta sẽ học có một cái số lượng rất là lớn, và chúng ta sẽ chia nhỏ cái kiểu văn bản này ra thành các thể loại khác nhau. Đó. Còn đối với văn bản nghị luận và văn bản thông tin thì 2 cái kiểu văn bản này gộp lại thì là 1 phần. Còn văn bản văn học chúng ta sẽ học khoảng 2 phần, tức là học nhiều hơn, đúng không ạ? Rất là nhiều. Thế thì bây giờ các bạn cùng với chị quan sát trong mục lục thì chúng ta sẽ có thể tìm thấy ngay kiểu văn bản nghị luận và kiểu văn bản thông tin sẽ nằm ở bài số mấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài số bao nhiêu, đúng không ạ? Ở kỳ 1 hay ở kỳ 2. Thì bây giờ các bạn có sách giáo khoa rồi thì các bạn sẽ xem theo sách giáo khoa của mình. Nếu như các em chưa có sách giáo khoa thì có thể quan sát lên trên bảng, quan sát lên trên màn hình của chị. Chúng ta có thể thấy bài 1, bài 2 là văn bản văn học này, bài 3 này, cấu trúc của văn bản nghị luận. Đó, thì chúng ta có thể thấy đối với bài số 3 ở đây thì chị em chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về văn bản nghị luận. Được không ạ? Chốt lại như vậy. Rồi, bài số 4 không phải, bài số 5 cũng không phải. Thế thì trong suốt chương trình kỳ 1 ta sẽ có một bài duy nhất, đúng không ạ? Nói về kiểu văn bản nghị luận. Đó, và chúng ta sẽ học về kiểu văn bản nghị luận một bài ở trong chương trình kỳ 1. Đó, không biết là kỳ 2 thì chúng ta sẽ học như thế nào đây? Chúng ta lại tiếp tục cùng với chị quan sát chương trình kỳ 2 nhá. Đấy ạ, các bạn quan sát chương trình kỳ 2 giúp chị. Rồi, chúng ta quan sát chương trình kỳ 2. Bài 6 là chúng ta học về tác giả Nguyễn Du này, đúng không ạ? Bài 7, bài 7 thuộc văn bản văn học. Rồi bài 8, bài 8 chúng ta học cấu trúc của văn bản thông tin. Được chưa ạ? Bài 8 chúng ta học về kiểu văn bản thông tin. Bài 9, lựa chọn và hành động. Lựa chọn và hành động ở đây chúng ta sẽ học bài ca ngất ngưởng Nguyễn Công Trứ này, cộng đồng cá thể. Phần này thì sẽ là tích hợp. Đó, cái phần này tích hợp, và đặc biệt cái bài số 9 ở trong bộ kết nối ấy, thường thì sẽ hướng nhiều đến với cái cuộc sống bên ngoài. Được không ạ? Các bạn lưu ý giúp chị là như vậy nhá. Thì các bạn có thể thấy rằng trong suốt chương trình lớp 11 của các em, chúng ta học một bài thuộc kiểu văn bản thông tin, một bài thuộc kiểu văn bản nghị luận. Còn đâu tất cả các bài khác thì chúng ta sẽ xếp vào nhóm của kiểu văn bản văn học. Ở bài số 9 này thì các em có thể thấy nó sẽ thiên về văn bản văn học này, đúng không ạ? Tuy nhiên nó sẽ thuộc các thể loại khác, đúng không ạ? Nó là sự tổng hợp. Đó, thì các bạn lưu ý giúp chị là như vậy nhá. Rồi, thế thì ở đây chúng ta lưu ý với chị đối với 2 kiểu văn bản nghị luận và thông tin. Đó, và đặc biệt chị nhấn mạnh với các bạn với kiểu văn bản văn học thì chúng ta sẽ chia ra làm các thể loại. Và ở đây thì chị cũng đã có thống kê với các bạn đấy ạ. Chúng ta sẽ có câu chuyện và điểm nhìn trong chuyện kể. Chúng ta sẽ học về chuyện kể, đúng không ạ? Các tác phẩm thuộc thể loại là chuyện kể, và ở đó ta sẽ tập trung vào chuyện ngắn hiện đại, đúng không ạ? Và đây cũng chính là bài số 1 các bạn sẽ học cùng với chị, có 2 tác phẩm đỉnh của đỉnh mà các bạn sẽ tìm hiểu. Một đó là Vợ Nhặt, và hai đó chính là Chí Phèo. Nếu như mà đối sánh với chương trình cũ, chúng ta có thể thấy Chí Phèo cũng là một trong tác phẩm mà các anh chị 2K6 vừa mới học xong. Còn Vợ Nhặt thì được xếp vào chương trình lớp 12, đúng không ạ? Nhưng mà đây là
của chương trình cũ, hay là nói cách khác là của chương trình 2006 ấy. Còn các bạn là thuộc chương trình 2018 thì chúng mình sẽ học ở chương trình lớp 11 với tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Nhưng mà các bạn đừng quá lo lắng, bởi vì khi mà đưa một cái tác phẩm có thể nói là rất là hay, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy nó khó nữa, mà nói là lớp 12 mới học, còn bây giờ lớp 11 em đã học rồi, thì em cũng thấy hơi lo, hơi sợ. Nhưng các em ơi, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, bởi vì vốn dĩ nó chỉ là ngữ liệu đọc thôi mà, đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta tìm hiểu dựa trên góc độ thể loại, chúng ta tiếp cận dưới góc độ thể loại, và chúng ta cần tập trung vào những yếu tố nào, đấy mới là điều quan trọng. Còn ngoài những cái văn bản đỉnh của đỉnh đấy ra thì các bạn cũng có thể chủ động lựa chọn tất cả các văn bản thuộc cùng cái thể loại đó là các bạn đọc mà, đúng không ạ? Thế nên câu chuyện mà các bạn lấy tác phẩm của lớp mấy của chương trình cũ để bây giờ các bạn học ở lớp mấy của chương trình mới nó không còn quan trọng, mà quan trọng hơn cả là chúng mình cần phải triển khai cái văn bản đó dựa trên cái góc độ thể loại, đúng không ạ? Dựa trên cái cách tiếp cận về mặt thể loại để chúng ta học đó, thì đấy là cái phần lưu ý chị muốn nhắc các em để các bạn tránh lo lắng, tránh sợ hãi. Bởi vì nhiều khi là các bạn cứ lo lắng là ôi cái tác phẩm này học từ lớp 12, các anh chị học nhiều như thế, đúng không ạ? Năm nào cũng bảo là tủ hai bài vợ. Thế mà năm nay 2K7 lại học bài vợ. Thế thì không biết đến lúc đi thi thì như thế nào. Nói chung đấy là cái câu chuyện sau này. Chị chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn rằng ngữ liệu là bài gì không quan trọng bằng việc các bạn tiếp cận bài đó như thế nào, dưới góc độ thể loại ra làm sao. Được không ạ? Thì các bạn lưu ý giúp chị là như vậy nhá. Rồi bài 2 chúng ta học về cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình. Đây chúng ta học thơ. Được không ạ? Bài 3 là chúng ta học về chuyện thơ dân gian đó và thơ trữ tình, nhưng mà chúng ta sẽ học cái yếu tố tự sự thôi. Tức là các bạn có thể thấy ạ, ở mỗi một thể loại thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu ở một cái khía cạnh nhất định đó. Ví dụ khi nhắc đến các tác phẩm tự sự hay là các tác phẩm truyện kể hay là thơ thì lớp 10 các bạn học cũng học rồi, đúng không ạ? Thế sao đến lớp 11 chúng ta không học thể loại khác đi mà lại tiếp tục học quay trở lại? Bởi vì chúng ta sẽ học theo cái hình xoắn ốc này. Các bạn tìm hiểu về một cái thể loại từ lớp 10 rồi, đến lớp 11 các bạn vẫn sẽ tìm hiểu cái thể loại đó, nhưng mà sẽ tìm hiểu sâu hơn, hoặc có thể tìm hiểu góc độ khác mà ở lớp 10 ta chưa có đi sâu và ta chỉ mới nhắc đến thôi. Đó, đến lớp 12 các bạn vẫn tiếp tục những thể loại này, nhưng chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái khía cạnh khác ở trong thể loại đó. Đó, thế nên các em cảm thấy rằng là càng học thì chúng ta lại thấy vấn đề sẽ được giải quyết một cách rõ ràng hơn, đúng không ạ? Chúng ta lại vỡ lẽ nhiều thứ hơn khi mà chúng ta học về cùng một thể loại đó. Các bạn lưu ý chị là như vậy này. Rồi chúng ta học về nhân vật và xung đột trong bi kịch. Ở đây chúng ta học về kịch, được không ạ? À, ở đây chúng ta học thêm một tác giả, đó, tác giả Nguyễn Du. Đó. Đối với lớp 10 thì chúng ta học tác giả Nguyễn Trãi. Tức là trong mỗi một năm học 10, 11, 12 thì các bạn sẽ đều học một tác giả. Đó, một tác giả lớn. Rồi cuối cùng chúng ta học về ghi chép tưởng tượng trong ký. À, chúng ta sẽ học thể loại ký đây. Thì chị đã khái quát lại với các bạn về kiểu văn bản và các thể loại mà chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chương trình lớp 11 rồi. Và đối với chương trình lớp 11 thì chắc chắn là sẽ khó hơn đấy, bởi vì các bạn có thể thấy ngữ liệu mà các bạn đọc rất dài. Ví dụ như lớp 10 các bạn học thần thoại, các bạn sử thi, các bạn chỉ cần đọc một hai trang. Nhưng đến thời điểm hiện tại khi các bạn học lớp 11 với cũng là tự sự, cũng là trữ tình đấy, thế nhưng mà các bạn lại sẽ học cái thể loại nó đi sâu như truyện ngắn chẳng hạn đó. Rồi chúng ta học về cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình, thì chúng ta có thể thấy là chắc chắn nó sẽ khó hơn một bậc so với khi các bạn học lớp 10 là cái chắc rồi đó. Thế nên các bạn lưu ý giúp chị nhé, được không ạ? Thì các bạn lưu ý giúp cho chị Dương với tất cả các thể loại và kiểu văn bản mà chúng ta sẽ học trong chương trình lớp 11, được không ạ? Các em lưu ý với chị nhé. Và bài đầu tiên các bạn sẽ cùng học với chị đó chính là câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể. Và trong buổi học đầu tiên ngày hôm nay thì chị Dương xin phép được chia sẻ với các bạn về phần tri thức ngữ văn. Tuy nhiên chưa nói đến phần tri thức ngữ văn vội, chị muốn cùng với các bạn xác lập được cái mục tiêu sau khi chúng ta học xong bài số 1 này thì các bạn sẽ có cái gì, các bạn làm được những gì. Ở đây chị sẽ có những cái mục tiêu đặt ra cho các bạn. Trước tiên là chúng ta sẽ nhận biết từng một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại. À, đây là thuộc đặc sắc hình thức nghệ thuật, đúng không ạ? Bao gồm không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba, người kể chuyện ngôi thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự kết nối giữa lời của người kể chuyện và lời của nhân vật. Và dường như với tất cả những cái yếu tố về mặt nghệ thuật như thế này thì chúng ta đã từng tìm hiểu ở năm lớp 10 rồi, đúng không ạ? Với bài số 1. Đó.
Và chị nhớ không nhầm, ở kỳ 2 là chúng ta học bài 8 á, là chúng ta cũng học về chuyện kể. Được chưa? Thì chúng ta cũng đã biết đến khái niệm về không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, chuyện kể rồi. Và đặc biệt đối với chương trình lớp 11 thì các bạn nhấn mạnh cho chị vào điểm nhìn và người kể chuyện, được không ạ? Đó, các bạn nhấn mạnh vào điểm nhìn và người kể chuyện nhé. Đây, sự thay đổi điểm nhìn. Chú ý nhấn mạnh này. Người kể chuyện ở ngôi thứ ba, người kể chuyện ở ngôi thứ nhất. Đó, các bạn lưu ý chị phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật mà mối quan hệ của chúng trong tính trình thể tác phẩm. À, chúng ta sẽ phân tích được những cái chi tiết tiêu biểu này, đúng không ạ? Đề tài này, câu chuyện này, sự kiện này, vẫn tất cả là những cái khái niệm mà chúng ta đã được học rồi, chúng ta đã được tiếp cận ở hồi lớp 10 rồi, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục này, chúng ta sẽ có một cái dấu tiếp theo. Dấu chấm tròn tiếp theo cũng chính là cái mục tiêu tiếp theo mà chị em chúng mình cần phải đạt được. Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói để có hướng vận dụng phù hợp và hiệu quả. Thế thì cái phần này chúng ta lại thấy liên quan đến thực hành tiếng Việt rồi, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục này. Viết được một văn bản nghị luận về tác phẩm truyện, chú ý phân tích đặc điểm riêng trong cách kể chuyện của tác giả. Tức là ở đây ta sẽ viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học, đúng không ạ? Và chúng ta đặc biệt nhấn mạnh cái thể loại mà ta sẽ cần phải viết được, đó là một tác phẩm truyện, và chúng ta sẽ chú ý vào cái đặc điểm riêng trong cách kể chuyện của tác giả, tức là ta sẽ xoáy vào người kể chuyện, không ạ? Các bạn lưu ý nhé. Rồi, về nói và nghe, chúng ta sẽ cần thuyết trình về một nghệ thuật kể chuyện trong các tác phẩm truyện đó. Rồi cuối cùng là cái yêu cầu về mặt phẩm chất, sau khi các bạn học xong thì các bạn tôi rèn cho mình, đó chính là có cái nhìn nhân văn, được không ạ? Trong quá trình đánh giá và nhìn nhận con người, và chúng ta cần có một cái tấm lòng đồng cảm với những hoàn cảnh và số phận không may mắn. Đồng thời các bạn cũng cần phải biết trân trọng niềm khao khát được sẻ chia và yêu thương. Bởi vì với chuỗi bài học mà các bạn sẽ học trong chương trình lớp 11, bài 1 chúng ta học vợ nhặt, chúng ta học chí phèo, thì thực sự nếu như các bạn đọc rồi thì các bạn sẽ thấy hoàn cảnh con người với những số phận trớ trêu, với những số phận bị dồn đẩy vào đường cùng. Chúng ta biết đến chí phèo, một tên phải rạch mặt ăn vạ, đúng không? Một tên rạch mặt ăn vạ, hắn kiếm tiền một cách rạch mặt ăn vạ, hắn chỉ biết có uống rượu, hắn đòi nợ thuê, hắn làm tay sai nhà bà kiếm. Nhưng mà có ai biết trước đó chỉ từng là một anh canh biển khỏe mạnh lương thiện có khát khao. Sau khi học đến bài chí phèo thì chị sẽ nói rõ với các bạn là như vậy. Thực sự chúng ta cần phải có cái nhìn cảm thông với những con người có hoàn cảnh số phận không may mắn như chí, bị hiện thực xã hội, đúng không ạ, dồn đẩy đến cái bước chân tường mà hắn phải tha hóa, hắn phải biến thành quỷ dữ để mà sống. Còn nếu như hắn không biến thành quỷ, chưa chắc hắn đã sống được và làm vũ đại. Phần này chị sẽ nói rõ với các bạn khi chúng ta đi tìm hiểu văn bản. Nhưng mà thông qua một phần rất là khái quát mà chị vừa chia sẻ với các em có thể thấy là chúng ta sẽ có cái nhìn cảm thông cho nhân vật này. Chúng ta đôi khi tạp chí mà chúng ta đọc lướt, chúng ta sẽ có thấy là sao anh ấy lại ác thế, sao anh ấy lại có thể phá vỡ biết bao nhiêu hạnh phúc của các gia đình khác như vậy, sao anh ấy lại đi phá vỡ những cái hạnh phúc mà vốn dĩ những hạnh phúc đó họ cũng đã phải rất cố gắng để có thể có được, thế sao anh ấy lại phá đi. Chúng ta trách chí chứ, đúng không ạ? Thế nhưng mà nhìn sâu hơn người ta lại thương chí, bởi vì vốn dĩ chí không phải là một kẻ xấu xa như thế. Anh cũng rất muốn sống cho tử tế, anh cũng rất muốn sống sao cho lương thiện, sống cho đúng ra dáng là con người, nhưng anh không thể làm được. Và lý do nguyên nhân vì sao không thể làm được thì chúng ta sẽ cùng với chị tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng mà thông qua đấy thì chúng ta cần phải cảm thông, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có cái nhìn nhiều chiều, đúng không ạ? Đa diện hơn, để từ đó ta có thể yêu thương, để từ đó ta có thể trân trọng, đúng không ạ? Để từ đó ta có thể không có phán xét nữa, được không ạ? Và từ một cái văn bản cụ thể mà các bạn học chương trình thì các bạn mở rộng ra trong cuộc sống của chúng ta, cũng có biết bao nhiêu người như anh chị, đúng không ạ? Rồi cũng có biết bao nhiêu con người như vợ nhặt và chàng sống chật vật và lay lắt, khó khăn và thiếu thốn, đúng không ạ? Chúng ta có thể thông cảm với họ đó, chúng ta cũng có thể
trân trọng và nâng niu những cái khát khao cháy bỏng được sống, sống ra con người, được yêu và được thương. Đó là những cái quyền rất là cơ bản của con người, đúng không ạ? Từ văn học chúng ta bước ra ngoài cuộc sống, chúng ta rèn luyện cho mình cái phẩm chất đáng quý em nhé, để làm sao khi mà chúng mình sống cho giống một con người, đích thực là một con người, đúng không ạ? Mà đã là con người rồi thì cố gắng sống làm sao cho lương thiện, sống làm sao cho có ích. Đó, thì đấy là những cái mà chị cũng muốn gửi gắm đến với các em thông qua cái buổi học đầu tiên này, được không ạ? Còn bây giờ thì các bạn sẽ cùng với chị đi tìm hiểu phần tri thức ngữ văn trong bài số 1 nhé. Bài này thì không quá khó, các bạn đặc biệt chú ý cho chị lên trên bảng. Họ bài này không quá khó đâu, các bạn chú ý lên trên bảng giúp chị nhé. Trước tiên, các bạn hình dung giúp cho chị thế nào là truyện ngắn hiện đại. Ở đây thì các bạn học về khái niệm để các bạn hiểu nó thôi, là một loại tự sự cỡ nhỏ, tức là nó là loại tự sự, đúng không ạ? Nó cũng giống với thần thoại, nó cũng giống với sử thi, nó cũng giống với truyền thuyết cổ tích, nó cũng là loại tự sự, nhưng mà nó ngắn gọn, đúng không ạ? Và nó chỉ xoay quanh một hoặc hai tình huống diễn ra trong khoảng không gian hoặc trong khoảng thời gian nhất định, tức là nó bị hạn chế về mặt không gian và thời gian. Thế nhưng mà nó lại ẩn chứa trong đó một cái chiều sâu, nó gợi cho chúng ta những cái ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Lấy một ví dụ nhé, các bạn có thể thấy vừa văn bản vượt nhặt của nhà văn Kim Ngân đi, không biết là các bạn đã đọc văn bản đó hay chưa, nhưng nếu như các bạn đọc rồi thì các bạn sẽ thấy rất là rõ về cái khoảng thời gian mà câu chuyện nó diễn ra. Các bạn thấy thời gian diễn ra rất là ngắn ngủi, đó là khi mà chàng với thị gặp nhau ở chợ tình, đúng không ạ? Sau đó thì anh đưa cái cô vợ nhặt này về nhà, và lúc bấy giờ thì trời là chiều tối rồi, đúng không ạ? Và sau chiều tối thì là đêm tân hôn ngày hôm ấy đó, và sáng ngày hôm sau đó, và với bữa cơm ngày đó vào buổi sáng đón nàng dâu mới đó, các em thấy không? Nó chỉ xoay quanh trong khoảng thời gian rất rất là ngắn đó, một khoảng thời gian tính từ khi mà chàng và chị gặp nhau ở chợ tình, chiều tối đêm và sáng hôm sau, thế là kết thúc chuyện, đúng không ạ? Không gian thì là ở trong một ngôi ngôi làng, đúng không ạ? Đấy là một không gian rộng trước nhá, được chưa ạ? Ngôi làng của những người tản cư, nhớ này, ngôi làng của những người tản cư là một không gian rất rộng. Thế sau đó không gian lại càng ngày càng hẹp dần khi chỉ thu về trong cái ngôi nhà lụp xụp đầy những bún bụi cỏ dại của gia đình nhà chàng, bà cụ tứ và người vợ nhặt. Đó, không gian thu dần về từ không gian của làng nơi những người tản cư đang đang sống, đúng không ạ? Rồi cuối cùng không gian thu hẹp lại trong chính ngôi nhà của chàng, ngôi nhà mà nhà văn Kim Ngân miêu tả là lụp xụp, đúng không ạ? Đó, đầy những bụi cỏ dại dường như nó sắp đổ rồi, nó siêu vẹo rồi. Đó, chỉ cần một cơn gió mạnh một chút thì có lẽ là tốc mất mái. Đó. Thì các bạn đọc văn bản thì các bạn sẽ thấy ngay. Các bạn thấy chưa? Và đặc biệt nó chỉ xảy ra diễn ra trong một hai tình huống thôi. Và đối với vợ nhạc thì chỉ có một cái tình huống duy nhất xảy ra là anh nhắc được vợ bằng câu tầm phơ tầm vào, muốn ăn cơm trắng với giò, lại đây mà đẩy xe bò với anh nhỉ, đúng không ạ? Hay rồi có muốn cùng về thì lên xe để về với tớ đó, chỉ cần mấy câu tầm phơ tầm phào thôi, thế mà anh ấy nhặt được vợ đấy đó. Tình huống nhặt vợ xảy ra, và từ cái tình huống nhặt vợ này xảy ra thì sẽ có những cái sự thay đổi về phần phía sau, đúng chưa? Thì các bạn có thể thấy đấy, truyện ngắn là một tác phẩm tự sự, đúng không ạ? Nó cũng thuộc loại tự sự, nó cũng giống với truyền thuyết cổ tích, nhưng mà nó chỉ xoay quanh một hoặc hai tình huống diễn ra, và cái tình huống này nó diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, đúng không ạ? Trong khoảng thời gian rất rất là ngắn đó, rồi nó diễn ra trong một khoảng không gian cũng rất là giới hạn, nhưng mà nó tạo ra cái sự khơi gợi trong lòng người đọc, nó gây ấn tượng mạnh mẽ của người đọc. Và chí phèo cũng thế, các bạn có thể thấy khi các bạn đọc văn bản chí phèo, đúng không ạ, thì chúng ta thấy ô cả cuộc đời anh chỉ được sống dậy trên trang văn của nhà văn Nam Cao đấy, thế nhưng mà thực sự anh chỉ xuất hiện vỏn vẹn những ngày cuối đời thôi. Chị nhớ không nhầm thì sẽ là 7 ngày cuối đời của nhân vật Chí Phèo là anh xuất hiện trực tiếp thôi, tức là trong khoảng thời gian rất là ngắn từ khi mà Chí Phèo gặp thị nở đó, và những ngày hai con người đấy ăn chung ở chung, gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng đó, như vợ như chồng. Thế thì đấy là khoảng thời gian mà anh Chí sống, và đấy cũng chính là khoảng thời gian thực mà Chí xuất hiện.
Còn tất cả những gì được sống dậy về cảm của anh chị từ thuở nhỏ, bị bỏ rơi ra làm sao, được hàng xóm nuôi lớn như thế nào, rồi đi ở thuê nhà bà Kiến ra làm sao, vân vân. Tất cả những cái điều đấy là cái sự hồi tưởng lại của Chí Phèo, đúng không ạ? Hoặc là những cái phần lược mất đi, tức là anh chị ấy không có xuất hiện trực tiếp như thế, đúng không ạ? Trong chính cái văn bản này thì anh ấy chỉ xuất hiện trực tiếp ở cái phần cuối thôi, trong những ngày cuối đời của anh ấy thôi, đúng không ạ? Sau khi mà anh ấy gặp Thị Nở, sau khi sống chung với Thị Nở, cuối cùng là anh ấy nhận ra bi kịch đời mình, rồi anh ấy kết lúc đời mình đấy. À, anh ấy chỉ xuất hiện trực tiếp đấy thôi, còn tất cả những cái gì phần phía về cuộc đời anh ấy như là tuổi thơ này, rồi lớn lên ra làm sao như thế nào, ước vọng, tất cả mọi thứ thì đều là cái sự hồi tưởng lại của anh ấy trong cái khoảng thời điểm hiện tại mà anh ấy đang sống trực tiếp, được không ạ? Các bạn hãy cố gắng và chủ động đọc trước văn bản giúp các chị, bởi vì năm nay là chúng mình học qua video bài giảng, thì chúng mình không học trực tiếp với chị nữa, thành ra là đôi khi ấy, các bạn cũng sẽ cần phải chủ động hơn, bởi vì trong video bài giảng thì sẽ có những phần mà các em muốn hỏi mà chị đã không trả lời được, bởi vì đây là cái phần chị đang hướng dẫn các bạn dựa trên những cái phần để các em có thể làm sáng tỏ được cái yêu cầu cần đạt, đúng không ạ? Để các bạn đạt những mục tiêu mà chúng mình đề ra. Còn trong quá trình học mà các bạn có băn khoăn, có thắc mắc thì chị lại chưa thể giải đáp trực tiếp được, và các bạn cần phải ghi lại, các bạn nốt lại, sau đó các bạn hỏi chị sau. Thế nên chị hy vọng là khi chúng ta học qua video thì các bạn sẽ chủ động đọc trước cho chị và tìm hiểu trước, và nếu như có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở trong nhóm, không ạ? Thì chị sẽ hỗ trợ, hoặc là chị trợ giảng sẽ hỗ trợ các bạn trả lời nhé, được không ạ? À, thì các bạn lưu ý chị như vậy. Khái niệm hãy hiểu chưa ạ, là một tác phẩm tự sự cỡ nhỏ, nó sẽ xảy ra xoay quanh một hoặc hai tình huống nhất định, và tình huống đó sẽ được diễn ra trong một khoảng và một không gian, một khoảng thời gian, một khoảng không gian rất là giới hạn thôi, được không ạ? Tuy nhiên nó là một sự cỡ vô cùng mạnh mẽ đối với người đọc, thì các bạn lưu ý chị như vậy nhé. Khái niệm hiểu thôi, không cần phải ghi chép quá nhiều đâu ạ. Rồi, ở đây chị có phần 2, câu chuyện và chuyện kể. Thế thì chúng ta sẽ cùng với chị nắm bắt khái niệm thế nào là câu chuyện, thế nào là chuyện kể. Thế thì các bạn có thể thấy đấy, câu chuyện chính là nội dung của tác phẩm tự sự, bao gồm nhân vật này, bao gồm bối cảnh này, và bao gồm sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian. Nhớ này, là câu chuyện chính là nội dung của tác phẩm tự sự đó. Nó bao gồm nhân vật, nó bao gồm sự kiện, nó bao gồm bối cảnh, và chắc chắn nó được sắp xếp theo một cái trình tự thời gian nhất định. Đấy là câu chuyện chúng ta kể, có đầu, có cao trào, đúng không ạ? Rồi lại có kết thúc, tức là có mở, có diễn biến và có kết thúc đó, và nó sẽ có một cái hệ thống nhân vật chạy theo cái sự kiện đó, nó sắp xếp mở đầu, diễn biến và kết thúc. Tuy nhiên chuyện kể lại không phải như vậy, chuyện kể là các sự kiện được tổ chức theo mạch kể của văn bản tự sự, được không ạ? Là các sự kiện được tổ chức theo mạch kể của văn bản, tức là cái phần này chúng ta lại dựa vào văn bản chứ không phải là dựa vào nội dung của tác phẩm tự sự nữa, mà chúng ta cần phải dựa vào văn bản để xem người kể chuyện kể với chúng ta sự kiện nào xảy ra trước, sự kiện nào xảy ra sau, và nó sẽ có thể làm xáo trộn đi những cái sự kiện đã được sắp xếp như ở câu chuyện. Nó có thể đảo lộn đi, nó có thể kể cái này trước, kể cái kia sau, và nó không giống với cái câu chuyện mà chúng ta đã từng đọc nữa, được không ạ? Đó, và trong đó thì sẽ gắn liền với vai trò của người kể chuyện, đúng không ạ? Hệ thống điểm nhìn và lớp lời văn nghệ thuật. Tức là chuyện kể thì các bạn sẽ phụ thuộc nhiều vào người kể chuyện để xem anh ta dẫn dắt chúng ta như thế nào, anh ta sẽ kể với chúng ta sự kiện nào trước, sự kiện nào sau, được không ạ? Và chúng ta sẽ thông qua điểm nhìn của người kể chuyện để chúng ta phát hiện ra đó, xem là anh ta kể cái gì trước, anh ta kể cái gì sau, và đối chiếu với câu chuyện thì có gì thay đổi hay không. Họ các bạn lưu ý chị như vậy nhé. Phần này nhìn về mặt khái niệm thì các bạn sẽ có thể thấy hơi hoang mang một chút xíu, thế nhưng mà chị sẽ lấy ví dụ để các bạn thấy rõ hơn. Thế nào là câu chuyện, là nội dung của tác phẩm tự sự đó, bao gồm nhân vật, bao gồm bối cảnh, bao gồm sự kiện, và chắc chắn nó được sắp xếp theo một cái trình tự thời gian nhất định, được chưa ạ? Thế thì bây giờ chị lấy ví dụ như này, trong văn bản Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thì câu chuyện được kể là về cuộc đời của anh Chí từ khi anh ấy còn bé, đúng không ạ, cho đến khi anh ấy đi làm thuê nhà bà Kiến chừng khoảng 17 18 đôi mươi, và khi anh đi làm thuê nhà bà Kiến thì anh được bà ba để ý tới, và rồi bà ba yêu cầu Chí là bóp chân cho mình,
mà bóp thì cứ phải bóp lên tận trên đó. Thế rồi bà kiến ghen đã đẩy anh Chí vào tù. Thế là sau 7-8 năm anh Chí ở trong nhà tù, thực dân phong kiến đó, anh ấy quay trở về làng Vũ Đại, anh ấy trở thành con người hoàn toàn khác. Anh ấy không còn là một anh cách điền hiền lành lương thiện ngày xưa khi còn đi làm thuê nhà bà Kiến nữa, mà anh ấy trở thành một con người vô cùng khác, khác cả về nhân hình cả nhân tính đó. Và sau đó thì anh ấy làm cái nghề đâm thuê trẻ mướn, làm cái nghề rạch mặt ăn vạ, rồi anh ấy làm tay sai cho bà Kiến đó, các bạn thấy không? Và rồi cuối cùng thì anh ấy gặp thịt nở đó. Và anh ấy nhận ra bi kịch của cuộc đời mình, và cuối cùng anh đến nhà bà Kiến, anh kết liễu cái kẻ thù, anh ấy giết chết kẻ thù gây ra những cái khổ đau cho cuộc đời anh ấy, và cuối cùng thì anh cũng kết liễu chính mình, đúng không ạ? Chí phèo chết trên ngưỡng cửa quay về làm người. Thì chúng ta có thể thấy đấy, đấy là câu chuyện kể về câu chuyện của nhân vật Chí phèo, đúng chưa ạ? Với những cái sự kiện diễn ra một trình tự nhất định, từ khi anh ấy còn bé, khi anh ấy lớn lên, anh ấy vào tù, anh ấy ra tù, rồi anh ấy gặp thị nở, rồi anh ấy chết, anh ấy kết thúc cuộc đời của mình. Được chưa? Và cái trình tự này nó sắp sắp xếp một cách hợp lý và logic. Được chưa? Từ mở đầu cho đến kết thúc. Đó, tức là nó theo một cái trình tự rất là nhất định. Và đương nhiên là nhân vật Chí Phèo của chúng ta cần phải đặt trong một khoảng không gian và đặt trong một khoảng bối cảnh nhất định đấy, hay nó khác là bối cảnh này, thì đó là đặt trong bối cảnh của làng đại. Các bạn lưu ý chị là như vậy. Nhưng mà chuyện kể là như khác. Chuyện kể là những cái sự kiện được tổ chức theo mạch kể của văn bản tự sự gắn liền với vai trò của người kể chuyện. Thì chúng ta có thể thấy là khi các bạn đọc Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, ngay mở đầu văn bản ta đâu có phải đọc về tuổi thơ của Chí đâu, mà ta đọc về cái gì đấy, hắn vừa đi vừa chửi, cứ rượu xong là hắn chửi, đúng không ạ? Đấy là thình lình đúng cái anh chị xuất hiện trên trang văn chưa ạ? Anh ấy ngật ngưỡng, anh ấy bước ra, đúng không? Anh ấy vừa đi anh ấy vừa chửi, hắn vừa đi vừa chửi, nào cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Tuổi thơ của anh chị ta đâu có biết đâu, ta đâu biết anh chị là đi làm thuê nhà bà Kiến đâu, đúng không ạ? Và ta cũng chẳng biết là anh ấy vào tù ra tội làm sao, chỉ biết là bây giờ mở đầu văn bản là ta thấy anh ấy bước ra mùi tiếng chửi, anh ấy chửi trời, anh chửi đất, chửi cha mẹ thằng nào đẻ ra anh ấy, đúng chưa ạ? Đó, và sau đó thì chúng ta thấy điều gì nữa ạ? Sau đó chúng ta thấy điều gì nữa ạ? Sau đó thì bắt đầu là cái sự gặp gỡ giữa Chí Phèo và gia đình của bà Kiến. Sau đó các bạn đọc tiếp thì chúng ta có thể đấy ạ. Sau các bạn đọc hết cái phần văn bản của sách giáo khoa đó thì ta lại thấy có đầy đủ cái sự kiện như chị vừa kể cuộc đời của anh Chí, nhưng mà được sắp xếp ở một trình tự rất là khác, và cái trình tự sắp xếp này lại phụ thuộc vào người kể chuyện, xem anh đang muốn kể sự kiện nào trước, đang muốn kể sự kiện nào sau, đúng không ạ? Đó, thì các bạn có thể chú ý chuyện như vậy nhé. Trong quá trình mà chúng mình tìm hiểu á, thì các bạn sẽ đặc biệt chú ý chị và yếu tố chuyện kể này để chúng ta nắm bắt được điểm nhìn cũng như là lời của người kể chuyện, trình tự họ kể ra làm sao. Và chắc chắn là khi mà họ thay đổi trình tự theo những cái nội dung câu chuyện muốn có thì chắc chắn sẽ có hàm ý, sẽ có dụng ý nghệ thuật ở trong đó. Bởi vì ngẫu nhiên ấy, chả ai là thay đổi xáo trộn để làm gì, mà họ phải nhằm ví dụ ý nhất định. Tôi không muốn kể từ đầu đến cuối, mà tôi muốn thay đổi những cái sự kiện, tôi muốn để cái sự kiện khi mà anh Chí ra tù tôi muốn đặt lên trước, sau đó tôi mới tiếp tục kể lại những cái sự kiện tuổi thơ, đi làm thuê hay là kết liễu cuộc đời. Để chạy các bạn lưu ý chị là như vậy nhé. Thế nên chúng ta có thể thấy là câu chuyện và chuyện kể không đồng nhất với nhau, khác nhau hoàn toàn. Câu chuyện là nội dung câu chuyện được diễn ra theo một cái sự kiện nhất định, theo một cái trình tự nhất định, còn chuyện kể ở đây chính là cách mà câu chuyện được kể, mà người kể chuyện đó kể cho chúng ta nghe như thế nào, gì xuất hiện trước, gì xuất hiện sau thì là do người kể chuyện. Được chưa? Các bạn lưu ý chị là như vậy nhé. Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.